Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là một ngày mùng 1 Tết. Vẫn lúc 8 giờ trên kênh Luật sư Thu Đoàn sẽ post cho quý vị và các bạn một video liên quan tới luật. Các bạn có đồng ý hay không? Hôm nay là ngày mùng 1. Tôi chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc. Nhân tiện vào ngày mùng 1 Tết thì tôi cũng nói cho quý vị và các bạn cái chiến lược của chương trình Dân ta phải biết luật ta như thế này. Thứ nhất là về một năm qua tổng kết lại thì trong vòng một năm tôi tư vấn miễn phí cho quý vị và các bạn thông qua cái số điện thoại của tôi ở khung giờ từ 8 đến 9 giờ của hàng ngày. Cái ngào vào bận quá thì thôi. Và ngoài ra thì tôi cũng có tư vấn cho một số anh chị có phí. Thì vẫn tiếp tục trong năm 2019, tôi vẫn tiếp tục duy trì cho quý vị và các bạn từ 8 giờ đến 9 giờ, đó là cái khung cho các bạn miễn phí. Cho tất cả các bạn mọi miền đất nước, không phân biệt thành phần, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt giới tính các bạn nhé. Còn nếu như trong trường hợp qua 9 giờ và những cái giờ hành chính khác thì chúng ta sẽ vui lòng để tôi để lại ở phía đường link đây một cái mức phí. Và nếu như trong trường hợp bạn gọi lại và luật sư nói rằng với một cái mức phí trong trường hợp này tư vấn là bao nhiêu thì chúng ta sẽ dựa trên tinh thần thỏa thuận. Nhanh thôi bạn ạ. Bạn chỉ cần nói một cái câu rằng là luật sư ơi, tôi muốn tư vấn tranh tụng ở tòa, thì luật sư sẽ báo giá và mình sẽ chuyển tiền bắt đầu tư vấn. Tránh những trường hợp các bạn ạ, tránh những trường hợp các anh chị đi tư vấn dài từ khi khởi kiện hoặc đã vào khởi kiện rồi cho đến giám đốc thẩm thì nói trong vòng 15 phút không đủ. Khoe với quý vị và các bạn một chút thì quy mô của chương trình Dân ta phải biết luật ta hiện tại thì tôi cho rằng là 63 tỉnh thành, tuy nhiên là chỉ tôi cho rằng đã gói gọn hơn một nửa, tức là khoảng 35 tỉnh thành rồi và đã vượt qua biên giới nước ngoài, đó là có Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Theo cái thống kê thì tỷ lệ của nữ là 37%, còn ít hơn các bạn, các giới tính là nam thì nhiều hơn. Tôi nghĩ đó cũng là do cái trụ cột của người gia đình. Những người đàn ông vẫn còn có những cái vai trò rất là nặng trong cái xã hội và chịu trách nhiệm nặng hơn về vấn đề, quyết những cái vấn đề về gia đình. Đó là cái thống kê theo số liệu của cái kênh của tôi thôi, nó không nói lên một cái điều gì cả. Và cũng năm 2019 thì khoe với các bạn rằng là tôi cũng đã là partner, tức là đối tác của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tức là video của tôi đã bật được chức năng kiếm tiền. Tức là trước khi mấy bạn xem những cái video miễn phí của tôi thì các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ quảng cáo. Thì nếu được thì các bạn vui lòng xem nó vào khoảng chừng 10 giây đến 30 giây. Các bạn xem xong có một sự nhẫn nại, đó là một cái sự có đi có lại để luật sư lấy một cái chút phí khi chúng ta trên tinh thần là tương trợ giữa quý ân nhân với lại chương trình Dân ta phải biết luật ta. Bật mí với quý vị và các bạn, trong năm 2019 này thì tôi sẽ cộng tác với khoảng 2 anh chị em luật sư đồng nghiệp để nâng lên cái chất lượng của chương trình Dân ta phải biết luật ta, mở rộng hơn, phong phú hơn. Và dĩ nhiên nếu quý vị và các bạn tư vấn riêng thì cũng có những cái khoản phí, chứ không thì làm miễn phí riết sẽ thành một cái thói quen mà có những anh chị cũng nói như vậy á, dạ đợi để em đợi tới cái khung miễn phí vẫn được các anh chị nhé, tùy theo các anh chị chọn cái mức độ như thế nào. Trong năm 2018 thì có rất là nhiều những cái comment mà tôi tổng kết lại là
nên tiếp tục duy trì cái chương trình Dân ta phải biết luật ta cho mọi người. Một số mấy anh chị em nói ban đầu là coi cái video của chương trình Dân ta phải biết luật ta chơi thôi, riết rồi từ từ em cũng biết luật. Một số đa phần khoảng 90% là những anh chị em cần lắm kiến thức pháp luật. Tuy nhiên thì tôi cũng nói rõ là quy tắc trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta rồi đó. Các anh chị không thể nào điện đến và để số điện thoại mà luật sư gọi lại đâu, vì luật sư không có động tác đó. Nếu các anh chị muốn theo cái thuật ngữ bên tôn giáo của tôi nhé, nếu muốn thì phải gõ cửa, chứ tôi thì tôi sẽ không bao giờ gọi lại bất cứ một số điện thoại nào đâu, các anh chị nhớ nhé. Thôi thì một năm qua đi với những thăng trầm, rất là mệt mỏi khi làm được một cái YouTube. Tuy nhiên là càng mệt mỏi hơn khi một cái YouTube nào đó bị cái sự nhận xét tiêu cực ở phía dưới. Thôi thì tôi cũng ráng cố gắng cho mình mà đủ sức khỏe để cho quý vị và các bạn trao đi những cái kiến thức. Nếu quý vị và các bạn có những cái điều kiện thì nên ủng hộ luật sư Thu Đoàn có những cái khoản phí để dành những cái khung miễn phí cho những người nào có những cái điều kiện thật sự khó khăn hơn. Đó cũng là một cái sự tương thân tương ái trong một cái xã hội hiện nay. Tôi chỉ nói như vậy thôi. Luật sư thì cần lắm những cái tư vấn để có phí. Tuy nhiên tôi vẫn dành những cái khung miễn phí cho một số anh chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn và cần những cái kiến thức pháp luật trao gửi từ chương trình Dân ta phải biết luật ta. Năm 2019, tôi chúc quý vị và các bạn gửi đến tất cả các gia đình, những anh chị em coi cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, từng thành viên trong gia đình nhiều sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng là chương trình của tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn, từ những người chân chất cho đến những người có những kiến thức, những người có trình độ cao nhất, từ những người giàu không có am hiểu pháp luật cho đến những người vô gia cư cần lắm một cái tấm lòng từ luật sư. Một lần nữa tôi cũng xin mạn phép chương trình Dân ta phải biết luật ta gửi đến quý vị và các bạn sự chân thành đóng góp rất là tích cực, cũng như những ý kiến tiêu cực, nhưng sẽ được luật sư chọn lọc trong một cái xã hội vàng thao lẫn lộn. Cảm ơn quý vị và các bạn. Năm mới chúc cho những ai đang xem chương trình Dân ta phải biết luật ta nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.